Tân Lạc là một trong 4 vùng mường lớn của tỉnh Hòa Bình, vùng đất giàu tiềm năng để phát triển du lịch khi sở hữu bản sắc dân tộc Mường độc đáo, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu trong lành. Những năm gần đây, huyện Tân Lạc đã có những giải pháp cụ thể để khai thác tiềm năng phát triển du lịch của địa phương. Điểm du lịch cộng đồng của xóm Chiến, cách trung tâm xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc gần 4 km. Nơi đây có độ cao khoảng 800 m so với mực nước biển, là một trong 5 xã vùng cao có cộng đồng người Mường định cư lâu đời. Nhờ bề dày văn hóa truyền thống, những tiềm năng về địa lý, cảnh quan, từ năm 2019, địa phương được Quỹ Australia vì Nhân dân Châu Á và Thái Bình Dương hỗ trợ kinh phí, triển khai dự án cải thiện sinh kế bền vững thông qua phát triển du lịch cộng đồng. Từ nguồn lực cho vay của dự án, có 3 hộ dân triển khai mô hình lưu trú cho khách du lịch. Đến nay, đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Vâng, từ ngày hoạt động này cũng khách trong và ngoài nước cũng đến tham quan và trải nghiệm, họ thưởng thức cái không khí trong lành ở đây và thưởng thức những món ăn ẩm thực như gà đồi, lợn bản với lại rau sạch của bản địa. Sở Tây của em còn có các dịch vụ khác ạ, như là dịch vụ văn nghệ ạ, cho thuê xe đạp với lại dịch vụ đốt lửa trại ạ. Không khí là rất là trong lành ạ, cảnh quan xung quanh thì rất là đẹp, rất là gần gũi với thiên nhiên, được hòa mình với thiên nhiên. Và đặc biệt em đến đây thì em được thưởng thức những món ăn ẩm thực của đồng bào Mường ở đây rất là ngon ạ. Thái độ của phục vụ của các bạn nhân viên rất là thân thiện, gần gũi. Hiện nay sản phẩm du lịch đang được khai thác tại các xã vùng cao huyện Tân Lạc, chủ yếu là du lịch cộng đồng, du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn và du lịch khám phá thiên nhiên. Nổi bật như du lịch cộng đồng gắn với cộng đồng người Mường tại xóm Chiến, xã Vân Sơn, du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn. Ngày 17 tháng 10 năm 2022, Ban Thường vụ tỉnh Hòa Bình đã ban hành nghị quyết về xây dựng các xã vùng cao, huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Huyện Tân Lạc đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 100% điều kiện và được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh, đón được 115.000 khách du lịch, khoảng 15.000 lượt khách quốc tế, doanh thu xã hội từ du lịch khoảng 100 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 đến 55 triệu đồng một người trên một năm. Để thực hiện hiệu quả đề án khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch các xã vùng cao, huyện Tân Lạc đã tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, tổ chức nhiều chương trình tập huấn du lịch cho bà con địa phương. Thì hiện nay thì huyện Tân Lạc khi mà định hướng phát triển du lịch cho bà con nhân dân thì chúng tôi rất là quan tâm đến vấn đề là truyền thông cho người dân nâng cao được cái nhận thức và hiểu biết về du lịch. Và qua đó thì chúng tôi cũng tập trung để tổ chức các cái chương trình tập huấn để cung cấp những cái kỹ năng mềm cho người dân, và qua đó thì chúng tôi cũng tổ chức các cái chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch để kết nối giữa người dân làm du lịch với các công ty lữ hành và các đơn vị kinh doanh du lịch. Thời gian tới, huyện Tân Lạc tăng cường thu hút đầu tư, kêu gọi những doanh nghiệp có thực lực đến triển khai các dự án du lịch, đồng thời xây dựng hình ảnh du lịch Tân Lạc có khả năng cạnh tranh và bền vững, gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, với phát triển du lịch, gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Và những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin đầu tư và kinh doanh ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.